Xin chào tất cả các bạn thân mến, hiện tại chúng ta đang có mặt tại phòng điều trị công nghệ cao của phòng khám chuyên khoa Gia Liễu Việt Đức. Và trước hết chúng ta đang được theo dõi trực tiếp quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm bằng công nghệ laser CO2 fractional cho một bạn bị tình trạng sẹo rỗ, sẹo lõm nặng lâu năm, cụ thể là hơn 7 năm chưa được điều trị. Vì thời gian chưa được điều trị khá là lâu nên sẹo khá là sơ chắc và thành sẹo khá là dày. Bác sĩ đang sử dụng đầu máy chuyên biệt của laser CO2 fractional để làm mềm thành sẹo, tác động chính xác vào đáy sẹo để kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp làm đầy sẹo tuyệt đối. Khác với các công nghệ laser cũ thông thường thì công nghệ laser CO2 fractional sẽ không xâm lấn trực tiếp vào làn da, chỉ tác động chính xác vào vùng cần điều trị, không ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là không sưng, không đau và thời gian hồi phục khá là nhanh. Hiệu quả đem lại tới 90% chỉ sau 3 đến 5 buổi điều trị và thấy rõ sau buổi điều trị đầu tiên. Để biết thêm là tình trạng sẹo của bạn sẽ cần được xử lý trong bao nhiêu buổi, hãy nhanh tay inbox hoặc gọi hotline tới phòng khám chuyên khoa da liễu Việt Đức để được đặt lịch thăm khám với bác sĩ chuyên khoa da liễu hàng đầu.